Dính rồi mọi người, dính rồi, kéo cong cong mình luôn. Wow, dính rồi, dính rồi, dính rồi, dính rồi, cá bự hay gì vậy mọi người? Ở cá chê, cá chê đây mọi người, thấy nó dãi ghê không? Wow, cá chê, cá chê mọi người. Dính một em cá chê chập bá luôn mọi người ơi. Quá tê quá, mới tẩy ăn khoát đây luôn mọi người. Trời ơi, dính rồi mọi người, dính rồi, kéo cong cong mình luôn. Wow, dính rồi, dính rồi, dính rồi, dính rồi, cá bự hay gì vậy mọi người? Ở cá chê, cá chê đây mọi người, thấy nó dãi ghê không? Wow, cá chê, cá chê mọi người ơi. Để bây giờ mình leo xuống mình ghim cọng nhỏ lên để đứt á. Dính một em cá chê chập bá luôn mọi người ơi. Quá tê quá, mới tẩy em khoát đây luôn mọi người. Trời ơi, kinh khủng quá. Thôi giờ mình sẽ kinh lên bờ rồi mọi người, để chắc ăn. Cho mọi người xem, mình mới vừa đem lên bờ đây, ấy ra một em cá chập bá luôn. Ôi, do mình mê bắt cá mà mình té giò kháng sinh không mọi người. Wow, cá chê này còn bự hơn cá chê bữa hổm nữa. Quá tê luôn mọi người. Wow, người thấy kinh khủng không? Thôi giờ mình sẽ tháo ra và bỏ vô bao thôi. Cho mọi người xem đây. Wow, mình mới vừa tháo ra và bỏ vô bao đây mọi người. Con này nó bự. Con này bự hơn cái con mà tập trước mình câu nữa mọi người. Đây cho mọi người xem đây. Wow, quá kinh khủng. Do mà có mình có một mình mà vừa quay mà vừa câu nên cũng khó nha mọi người. Wow, con này quá to luôn, quá tê. Thôi mình sẽ bắt mồi và câu tiếp thôi mọi người ơi. Đây thành quả sau nãy giờ mình ngồi câu thì có được một con cá chê cũng bự bự nha mọi người, còn cũng có ăn mà mình do mình giật không dính. Thôi video mình xin kết thúc tại đây, hẹn mọi người vào những video sau. Mọi người nhớ đăng ký ủng hộ kênh mình nha. Tạm biệt mọi người. Đây, còn đây là thành quả của mình mới vừa đem về và đổ ra xô đây mọi người. Trời ơi, siêu to luôn, nó muốn cuốn cái xô hùng bê mà cũng muốn không vừa nữa luôn mọi người, quá tê luôn. Thôi tạm biệt mọi người nha, hành trình câu đêm của mình thì chỉ thế thôi.